Quang Ngô Bốn Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh. Hôm nay Bốn Thơm lại cập nhật tiếp tục ghe ngô chùa Tam Sóc. Chùa Tam Sóc có địa chỉ tại ấp Tam Sóc C1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì Bốn Thơm lại cập nhật tiếp tục cho tất cả các bạn mình xem. Cái nhà mình ai là người mới nhớ đăng ký để ủng hộ theo dõi ha. Và cho Bốn Thơm một like và một ok. Thì Bốn Thơm xin mời tất cả các bạn vào bên trong để cùng xem với Bốn Thơm TV. Sau lưng của Dũng Thơm TV đó là ngôi sala mới nha cả nhà. Ngôi sala mới được sắp sửa hoàn thiện rồi. Còn phần ở bên trong thì Dũng Thơm mời tất cả các bạn mình vào bên trong để chiêm ngưỡng chiếc ghe ngô đóng mới ha. Thì Dũng Thơm mời tất cả các bạn vào bên trong. บาดตําบงธรรมทีวีสมกรุ๊ปบงโอนเลยบรรดาสังคมYouTube Facebookថ្ងៃថ្មីสกสรีมกอลថ្មីบาดថ្ងៃนี้อําปองธรรมดาวาดบอกสักติดนะเนาะโดยจะบงโอนพุงเทศนาเคยวาดตําบอกสักถัดនៅภูมิบอกสักเซมอลภูมิ Bốn Thơm xin chào tất cả các bạn ha. Bốn Thơm lại cập nhật tiếp tục ghe ngô chùa Tam Sóc, Tam Sóc C1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đó, hiện tại cái nhà mình đang thấy ha, quá đẹp luôn, cặp dáng be dành, và thêm là quán nhảy cũng đã xong. Rất là đẹp luôn. Thì bữa nay do trời mưa quá, cái nhà thì lại cũng đến hơi trễ, thì nghệ nhân Danh Quân cũng đã chắc có lẽ đã về hoặc là đi ăn cơm, Bốn Thơm không thấy. Thì Bốn Thơm cập nhật cho cái nhà mình tiện theo dõi tiếp. Tôi chỉ mong ơn Phương Tết Sơn là kênh Bốn Thơm TV nữa lẩu và bạn chàng tục ngô Danh Vương và bạn là cái đà học hơi học cái đà thêm lẩu và bạn phải kiệt tập hộp bay rồi mới vào tối nay Bốn Thơm mình khơi Bốn Thơm một khăm chăng mà chun lên Bốn Thơm Phương Tết Sơn thêm đó à đó này quá đẹp luôn cả nhà quán bê dành này rất là liền luôn. Thì cái nhà mình ai là người xem đầu tiên nhớ đăng ký để theo dõi ha. Còn cái nhà mình xem ở phần dưới ha. Đó, rất là liền lạc luôn. Tôi chờ bà thằng cổ mà muốn kinh tế xa nạ cái nhà xa mơ xa áp hoặc tù ngọt bọc sóc. Nằm đi các bạn đôi chìa bởi đôi chật quân. Thêm tục ngô các bạn muốn tế bỏ tù mây xa mạp và đọc bởi các bạn là có nó quạt bọc sóc cái mũ lưng bàn chùa ruông nằm mà phía bọn nó phải bay nâu lời dòng sông Mạc Sê Rô. Thì năm nay cũng được sự thống nhất của ban tổ chức ghe ngô cũng như sư cả cũng đóng thêm một chiếc ghe mới để tham gia giải vào 2023 trên này dòng sông Mát Sê Rô. Chùa Tam Sóc thì có lịch sử một thời rất là nổi tiếng thôi nha, rất là nổi tiếng, cũng là từng du lịch Đông Dương quận Bọc Sóc ở miền Sơ Tô Vọt thì mình nó còn là bảy đó ban tàu quật nặng nâu khang và tế cao bởi nó được số đọc bọc sọc thì là kinh tàu khen nó là rùng khớp à thế này mở tinh nhà mình xem rất là đẹp ha, liền luôn. Thì bữa nay thì cũng đã xong cái phần quán bê dành thì rồi cũng Thơm này cố gắng cập nhật tiếp tục để cho tất cả các bạn mình tiện theo dõi. Bọn thơm bây giờ khăm mà chẳng chú đồng hồn nhưng tiết sản nào bằng to nhưng lâu đó chú bọn hồn khơi và lần ta học khơi rất là đẹp luôn ha. Nhà mình nhìn bụng rất là thon ha, rất là liền luôn. Ở nhà thấy dáng không, nó rất là liền ha. Bộ nó khơi nhờ lệnh cái đà học summer art lâu đã chọn con cũng mơ khơi nó khăn cõi nó toàn men tồn tại lệnh nó khăn tại ao khăn cõi đây bàn lần tại tập tại cái đà học mình này quá đẹp luôn ha cả nhà, rất là liền. Hiện tại thì bạn mình nhìn phía sau đây cũng chưa có lên quán tại ao ha cả nhà, thì mới lên được cái quán bê dành cả nhà mình thấy đường chỉ không, rất là liền luôn. Mở thính này năm nay thì cũng mời mình một chiếc mới ở nhà ha,
rất là đẹp luôn đó. Nhà mình thấy ha, tầm nâng men mà tầm đập tu thuộc mây á, và này chúng ta dùng sóng smart pro bay quật nặng bay cây là co là bảo bảo bay này hay đang hay phòng thông cho không đòi che người của nông thôn tu sơn à tầm hồi chill quá đẹp quá thon luôn cả nhà ha. Đó, nhà mình nhớ ok ha. Cũng mong tất cả các bạn mình luôn đồng hành ủng hộ để theo dõi. Đây là chiếc ghe ngô Tam Sóc nè, Tam Sóc thuộc Tam Sóc C1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay đơn vị huyện Mỹ Tú thì có một chiếc ghe mới này bắt đầu đóng ha cả nhà. Em nói Breaking Tone cũng đóng nữa nhưng mà chưa có khởi công, thì khi nào được khởi công hoặc là đóng mới thì cũng thơm sẽ cập nhật tiếp tục. Nộp hàng Sóc Mỹ Tú tập là miền bọc sọc bọc mây và lưu số tha Breaking Tone của miền bọc đây bên bán bọc nóng phòng thâm mà chạy để chung nộp ôn nhân tốt sản thêm để xin khâm là bằng ôn nhân tổng hóa khả năng tất sản chú ý con trô kê nên bọc thâm chú ý phong chú ý check chú ý like chú ý subscribe đồng bày tất tuần bán video thamay. Mong tất cả các bạn mình luôn học hành ủng hộ để theo dõi ha, cũng đừng quên đăng ký cho Dũng Thơm TV và tặng like cho Dũng Thơm. Bây giờ ngồi thì chỉ đam mê thôi cái nhà ơi, không có tiền bạc cái đâu, nhà lui mất cá hết đấy, 5-10 ngàn lượt xem nó mới được 1-2 đô, muốn đọc bon nẹt mơ đó mình bán mà đô biết đô rồi xa xa bãi cho đây chơi cũng được luôn đồng hôn nhưng Tesla anh tụt ngô là bạn một pi này, cũng như anh Khởi thường hay nhắc đến cái nhà đó là môn thể thao vua. Sóc Trăng mình là môn thể thao vua của đồng bào, rất là vui. Đến khi gần tháng 10 hàng năm rất là nháo nhiệt, rất là phấn khởi, bà con rất là đến hai bên dòng sông Maspero coi như là đầy nghẹt người ta luôn. Rồi bằng vốn bằng tiền sản đã lần khai cả đất tình bọc khai cả đất quýnh nhỏ lờ lệnh mọt break là dòng sông Maspero khang đài A khang đài B nó quýnh 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 phòng thông ra chạy lực tiền tích nó hay chú bằng vốn bằng tiền sản phải chìa phần bảy nịch nó phòng thông ác video để xa mẹn chuột kèng này nè bàn chuột kèng phòng thông thăm qua lời gọi là bàn chẳng lân. Hiện tại thì cũng không có gặp được nghệ nhân thì cũng thơm chỉ quay khoảng 8 phút thôi, 9 phút thì thôi cũng thơm mà cũng tạm ngừng lại cái nhà ha. Thì khi nào gặp được thợ hoặc là ghe khi nào gần hoàn thiện thì cũng thơm sẽ đến cập nhật tiếp tục cho tất cả các bạn mình tiện theo dõi. Cũng mong tất cả các bạn mình luôn đồng hành ủng hộ theo dõi. Hiện tại thì nhìn form ghe ngô rất là đẹp luôn ha cái nhà. Thì thôi Bụng Thơm xin hẹn gặp lại cả nhà ha. Mong tất cả các bạn mình luôn đồng hành và ủng hộ trên kênh Bụng Thơm Som Ác Việt Đô Tâm Lý hay Som Đường Phố hay Bụng Hồn Dân Thái Thamay Sốc Sài Mình Còn Thamay tặng hoặc nè bà tên Bụng Thơm Som Ác Quân. Thì Bụng Thơm cũng xin tạm dừng video ngang đây ha cả nhà. Thì Bụng Thơm cũng rất mong tất cả các bạn mình luôn theo dõi và đồng hành kênh Bụng Thơm TV. Bụng Thơm TV chúc tất cả các bạn mình ngày mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Và dạng sự như ấy Bụng Thơm cũng xin tạm dừng video ăn đây. Khi nào lên phần quán tay áo ở phía sau phía trước lên đầu rồi đó thì Bụng Thơm sẽ cập nhật tiếp. Bên trang ban mô chúng ta nở ca đôi chuyện là tồn tại hay ba lần xoay nên Bụng Thơm mô bằng chung bằng ôn dân tết sản tiết là sạp lâu sáng mai nhưng Bụng Thơm mà sổ bỏ khuôn Bụng Thơm mà xin cảm ơn.